Mời bà con, quý vị và các bạn theo dõi chương trình Vàng trong đất của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay: các cơ sở chế biến thủy hải sản trong tỉnh tập trung sản xuất nhằm đảm bảo hàng hóa cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán 2020. Mục Nhà nông cần biết hôm nay sẽ hướng dẫn cho bà con kỹ thuật phòng trị bệnh viêm đường hô hấp cho chim bồ câu Pháp. Trước hết, mời bà con, quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. Thanh Hóa hiện có 8 vạn hecta đất trồng luồng, trung bình mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng 24 triệu cây cho giá trị khoảng 240 tỷ đồng. Tuy nhiên, năng suất này chưa tương xứng với tiềm năng phát triển cây luồng tại Thanh Hóa. Nguyên nhân cây luồng năng suất thấp do đây là sản phẩm nhân dân tự trồng, chưa có thói quen trồng luồng thâm canh, chưa chú trọng đến kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Một số diện tích trồng trên đất đai không phù hợp, dẫn đến năng suất, chất lượng rừng luồng thấp. Bên cạnh đó, các cơ sở chế biến từ tre luồng đã hình thành nhưng chưa phát triển mạnh, chủ yếu là nhỏ lẻ, kéo theo giá trị cây luồng không cao. Vì vậy, để nâng cao giá trị sản xuất, phát triển cây luồng bền vững, các địa phương cần khuyến khích người dân sản xuất cây luồng theo hướng thâm canh, đồng thời xây dựng chiến lược phát triển hệ thống sản xuất, chế biến sâu các sản phẩm từ luồng gắn với bảo vệ môi trường. Năm 2019, Hội Làm Vườn và Trang trại Thanh Hóa đã hỗ trợ các địa phương triển khai ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng được 248 vườn mẫu, vườn hộ, trồng mới hơn 400 ha cây ăn quả, cây dược liệu, xây dựng 86.000 m2 đệm lót sinh học trong chuồng nuôi. Ngoài ra, Hội Làm Vườn và Trang trại Thanh Hóa còn đứng ra tổ chức thực hiện liên doanh liên kết với nhiều doanh nghiệp trong ngoài tỉnh, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất theo các chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong năm 2020, Hội Làm Vườn và Trang trại tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh phong trào xây dựng vườn mẫu, lựa chọn những sản phẩm lợi thế, có sức cạnh tranh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm để tham gia vào chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ hội viên thực hiện hiệu quả các chương trình cải tạo vườn tạp, chăn nuôi an toàn sinh học. Thời điểm này, nông dân xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa đang tập trung thu hoạch cây hành tỏi bán Tết. Năm nay, thời tiết thuận lợi, cây trồng phát triển tốt, giá cao nên bà con nơi đây rất phấn khởi. Với lợi thế về đất đai, nguồn nước, cây hành tỏi được đưa vào đồng đất xã Hoàng Kim từ nhiều năm nay. Vụ đông năm 2019, bà con nông dân xã Hoàng Kim đã mở rộng diện tích trồng hành tỏi trên chân đất một lúa hai màu lên 20 ha. Ưu điểm của cây hành tỏi là ít sâu bệnh, kỹ thuật chăm sóc đơn giản, tận dụng trồng được trên diện tích đất sản xuất kém hiệu quả, không chủ động được nguồn nước tưới, chi phí sản xuất thấp. Cây được gieo trồng từ tháng 9 đến đầu tháng 10 dương lịch, sau gần 3 tháng trồng sẽ cho thu hoạch đúng vào dịp Tết nên giá thành cao. Với giá bán 8.000 đồng đến 10.000 đồng một chục, mỗi sào hành tỏi cho thu nhập từ 10 đến 12 triệu đồng. Hiện cây hành tỏi đang được xem là một trong những cây trồng chính mang lại thu nhập cho người dân xã Hoàng Kim. Sau hơn 3 năm ứng dụng đề tài, chuyển giao công nghệ sản xuất giống nhân tạo cá hồng Mỹ, đến nay, đa số cơ sở sản xuất giống của tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện thành công quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá hồng Mỹ, đáp ứng nhu cầu thị trường. Theo các cơ sở sản xuất giống tại Khánh Hòa, đàn cá giống hồng Mỹ nhân tạo sử dụng tốt các loại thức ăn công nghiệp trên thị trường, nên khi nuôi sẽ giảm thiểu tác động môi trường so với việc sử dụng nguồn thức ăn cá tạp như trước đây. Do chủ động được nguồn cá giống tại chỗ, không phải vận chuyển xa, nên khi cung cấp cho người dân nuôi thương phẩm sẽ ít dịch bệnh hơn so với các loại cá nhập từ miền Bắc vào. Cá hồng Mỹ sinh trưởng nhanh, sau một năm đạt trọng lượng từ 1 đến 1,3 kg, năng suất từ 9 đến 24 tấn một hecta, với giá bán 80 đến 90.000 đồng một kg, người nuôi có lãi 25 đến 35 triệu đồng một kg. Quý vị và các bạn, Tết cổ truyền được xem là thời vụ mang lại nguồn thu khá lớn cho các hộ chế biến thủy hải sản. Hiện nay, các cơ sở chế biến hải sản trong tỉnh đang tập trung sản xuất nhằm đảm bảo số lượng cũng như chất lượng sản phẩm để cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán 2020. Để có được hơn 4.000 lít nước mắm cung ứng cho khách hàng trong đợt Tết năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Liên, thôn Hợp Tân, xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa đã chuẩn bị các khâu chế biến từ trước. Hiện gia đình bà đang thuê thêm nhân công, thực hiện khâu còn lại là rút nước mắm và đóng chai, dán nhãn. Cũng như gia đình bà Liên, thời điểm này 300 hộ sản xuất nước mắm trên địa bàn xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa cũng đã tập trung đóng hàng, chuẩn bị cung ứng cho khách hàng. Được biết, trung bình mỗi vụ Tết,
các cơ sở sản xuất nước mắm xã Hoàng Phụ cung cấp cho thị trường trên 10 triệu lít nước mắm, mang lại doanh thu khoảng 15 tỷ đồng. Để mà chuẩn bị hàng vào Tết là bọn tôi phải chuẩn bị cách đây là từ tháng 10 trở về đây để cung cấp cho dân. Thì nói chung là tiêu thụ được gấp được 3-4 lần vào cái tháng bình thường, tăng thêm là cái thu nhập cho người dân. Gia đình nhà tôi thì là đang có sản xuất trên cái mảng cái truyền thống nước mắm gia truyền. Mà nước mắm gia truyền là nước mắm đến tôi là 3 đời rồi. Mà làm là gia truyền vào dịp Tết này thì chúng tôi lại phải đảm bảo công nhân hơn. Thì một tháng bình quân chúng tôi cứ thuê mỗi ngày là 5 người. Trong cái đợt Tết Nguyên đán này thì gia đình nhà tôi có đơn đặt hàng là 10.000 lít. Số lượng nhiều như thế này thì nhà tôi cũng tập trung thuê người và làm đủ theo yêu cầu của bà con. Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có gần 50 doanh nghiệp và hơn 1.000 cơ sở chế biến thủy hải sản đang hoạt động. Vào dịp Tết, các mặt hàng thủy hải sản được tiêu thụ nhiều gồm nước mắm, tôm khô, mực khô, hải sản đông lạnh. Các sản phẩm này vừa được sử dụng làm thực phẩm, vừa làm quà biếu nên lượng tiêu thụ tăng gấp từ 3 đến 4 lần so với các tháng trong năm. Và phục vụ cái hàng của vừa là khách du lịch vừa Tết thì chúng tôi vẫn, gia đình thì vẫn cứ phải giữ nguyên cái chất lượng. Và có thể nói là trong thời gian này thì đang còn nâng cao hơn một chút nữa về cái chất lượng để cho khách người ta mua về ta làm quà biếu Tết này. Và những cái đơn hàng làm của các đơn vị mua để làm quà biếu này thì mình làm nó thứ nhất là phải là chất lượng, thứ hai nữa là cái khâu an toàn vệ sinh thực phẩm. Năm nay thì khác hơn với mọi năm là tức là mình thay đổi thêm một ít cái mẫu mã, cái hình thức chai lọ rồi tem nhãn. Và cái thứ hai nữa là năm nay thì nó khác hơn mọi năm, năm nay là như bọn mình là từ thường thường là như năm nay từ đầu năm đến giờ là cái khâu mà vệ sinh an toàn thực phẩm đấy là bọn mình phải đặt lên hàng đầu, nên cái chất lượng cái sản phẩm năm nay nó sẽ có năng là sẽ khác hơn các năm nhiều. Trong thời gian tới là cái thời gian mà chuẩn bị vào cái Tết Nguyên đán, cái lượng tiêu thụ nước mắm nó sẽ nhiều chuyển ra thị trường. Thì chúng tôi đã có cái chỉ đạo hợp tác xã rồi là động viên bà con rồi thành lập các cái giao cho các cái thôn mà có các cái hộ chế biến nước mắm làm tốt cái công tác đó là cái chất lượng nước mắm và cái quảng bá cái thương hiệu, cũng như còn quan tâm nhất đó là cái vệ sinh an toàn thực phẩm để làm sao khi nước mắm đã có thương hiệu rồi xuất bán ra thị trường phải đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thời điểm cuối năm giá hải sản tươi tăng nên một số sản phẩm chế biến cũng tăng trên 10%, riêng mặt hàng nước mắm vẫn giữ nguyên giá. Thưa quý vị, bà con và các bạn, viêm đường hô hấp là một trong những bệnh khá phổ biến trên đàn bò của Pháp, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa ẩm. Nếu để bệnh nặng rất khó chữa khỏi, gây thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi. Mục Nhà nông Cây Bếp hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bà con kỹ thuật phòng trị bệnh viêm đường hô hấp cho chim bồ câu Pháp. Bệnh viêm đường hô hấp thường phát sinh khi nuôi bồ câu trong điều kiện nuôi nhốt và tập trung. Không khí nóng ẩm hoặc lạnh ẩm làm giảm sức đề kháng của chim. Bệnh thường thấy ở bồ câu non từ 1 đến 6 tháng. Chẩn đoán lâm sàng, căn cứ theo các dấu hiệu lâm sàng và bệnh tích thể hiện ở bộ máy hô hấp như thở khó, gầy yếu và suy nhược dần để chẩn đoán. Phòng bệnh, bà con nên cho chim bồ câu uống thuốc phòng bệnh ngay khi còn nhỏ. Bà con chú ý thực hiện vệ sinh chuồng trại hàng ngày trong chuồng nuôi và môi trường chăn nuôi xung quanh thoáng mát vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Tăng sức đề kháng cho chim bồ câu bằng cách bổ sung chế độ ăn uống chăm sóc. Ngoài khẩu phần cho ăn hàng ngày, bà con nên cho chim bồ câu ăn uống thêm vitamin và muối khoáng. Cách điều trị, khi chim bồ câu bị bệnh, bà con có thể sử dụng các loại kháng sinh để điều trị bệnh như Tilosin, dùng liều 10mg trên 1kg thể trọng, tiêm bắp thịt hoặc dùng liều 1g pha trong 1 lít nước cho uống liên tục 3-5 ngày. Thuốc Tiamulin dùng liều 15mg trên 1kg thể trọng, tiêm bắp thịt hoặc dùng liều 2g pha trong 1 lít nước cho uống liên tục 3-5 ngày. Bản tin vào trong đất của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bà con, quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website truyền hình thanhhoa.vn hoặc trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa.